with me. When I was silent, you spoke up for me. When I gave up, you gave me strength to stay. Nhẹ cả ăn bánh đi. Con chào một cô. Con tên gì? Dạ, con tên là Vi. Con đang sống cùng với ai? Mà sao lại đi bán đá như vậy vậy? Ba mẹ con mất rồi, nên là con không có sống với ai hết á. Con ở đây cũng ngủ được. Con mới máu là để sống qua ngày thôi à. Con ăn bánh đi. Dạ. Chắc là lâu lắm rồi con mới được ăn cái bánh này đúng không? Dạ đúng rồi, đó giờ con đâu được ăn cái này đâu. Con có ước mơ là gì không? Lớn nhất của con là được đi học nè, với lại được trở thành một diễn viên múa thiên là nổi tiếng. Thì cô sẽ giúp con thực hiện ước mơ đó nha. Thiệt không cô? Thật chứ. Yeah, cảm ơn cô. Con chút nha. Khoan đã. Con tặng cô. Sao lại tặng cô cái bánh này? Này đâu phải sinh nhật của cô đâu. Con biết là hôm nay không phải sinh nhật của cô, nhưng mà hôm nay là một ngày đặc biệt khác. Là ngày gì? Hôm nay là ngày 20 tháng 11, ngày nhà giáo Việt Nam. Là ngày mà cô xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất từ những điều thiêng liêng mà cô đã dành cho con. Cảm ơn cô vì tất cả. Cảm ơn cô vì đã giúp con đạt được ước mơ của mình. Và con hứa với cô rằng con sẽ cố gắng để được thành công hơn nữa trên con đường mà con đã lựa chọn để không phụ lòng cô. Bạn thấy đó, từ những điều nhỏ nhặt có thể tạo nên một giá trị lớn lao. Hãy biết ơn và trân trọng những điều mà thầy cô đã dành cho ta.